trong tứ quả, sư cô sẽ ghi tứ quả cho quý vị ha. Một là quả tư đà hạt. Kiết sử xong rồi hả sư cô? Cái này là qua cái khác rồi hả sư cô? Dạ, cái này là kiết qua sử là xong. Không, kiết sử á, tại vì á, khi mình diệt được kiết sử đó thì mới chứng quả này, tứ quả gì này. Thì á, là mình diệt năm phần kiết sử đầu tiên, mình mới diệt được, mình chứng được cái quả tư đà hoàng. Một là quả tư đà hoàng nè, thì cái phần kiết sử đó xong rồi. Nhưng mà tiếp tục đó bởi vì sao? Vì khi mình diệt được nó, mình mới chứng được cái quả gì này. Phải không? Là Trung Hoa dịch là bất thất lai. À, dịch là quả diệu lưu đó, à, Trung Hoa dịch là quả diệu lưu. Cái mà 10 kiết sử đó đó, nó kéo nó liên kết với tứ thánh quả này, à, thì là mình diệt được năm phần kiết sử đầu là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với công thủ, thì mình mới chứng được quả tu đà hoàng này. Thì cái quả tu đà hoàng này gọi là Trung Hoa dịch là quả diệu lưu, có nghĩa là mình mới dự vào dòng thánh quả thôi, nhưng mà còn 7 lần sanh tử trong cõi đời. Còn 7 lần sanh tử, khi mà tập từ từ lớp, khi mà 7 lần sanh tử này tái đi, tái lại, tái đi, tái lại rồi đó, khi diệt hết đó, mới được chứng quả, mới lên chứng quả là hán. Quả thứ hai là quả tư đà hàm. Thì quả vị này đó còn 1 lần sanh tử. Thì tiếp tục tu để diệt trừ những cái mê lầm trong phần kiến hoạch. Trong cái phần kiến tư hoạch đó, nhưng mà phần kiến hoạch là về thân kiến, biên kiến, tài kiến đó, thì từ diệt những cái phần kiến hoạch đó. Nhưng mà trong những phần kiến hoạch này á, nó gồm có những cái phần thượng phẩm, hạ phẩm và trung phẩm. Phải không? Thượng phẩm thượng sanh rồi hạ, trung phẩm trung sanh rồi hạ phẩm hạ sanh. Thì cái này á là diệt được á, là giống như là ba phần kiến hoạch á, thân kiến, biên kiến, nhưng còn một phần chấp ngã. Thân kiến, biên kiến, đây còn một lần sanh tử sư phụ, đây còn một lần sanh tử, có nghĩa là cái số 2 là mình đã phải diệt được ba cái kiến hoặc rồi. Tất cả cái này là mình phải diệt từ từ, phải không? Ở trên này á, mình diệt được phần á là 7 lần sanh tử, mình diệt được là thân kiến, biên kiến, tà kiến, phải không? Còn ở dưới này á, mình nó cũng diệt được thân kiến, tà kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ. Cộng thêm cái kiến thủ nữa. Ừ. Thứ ba là Ana Hàm. Có nghĩa là cái phần này không có trở lại cõi đời nữa, nhưng mà vẫn còn tu tập tiếp tục để gì, để mình đạt được quả La Hán. Thì cái này là ba phần này là diệt được là hoàn toàn là năm phần kiến thủ. Năm phần kiến hoạch, năm phần kiến hoạch. Cái này là không còn trở lại nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục, vì chưa phải là vô sanh, phải không? Còn vẫn còn tiếp tục vượt được năm phần kiết sử trên. Rồi cái thứ tư là quả A La Hán. Trung Hoa dịch là vô sanh. Có nghĩa là không còn trở lại cõi dục nữa. Cái thứ ba đó là không bất lai, là bất không, lai có nghĩa là không trở lại, nhưng mà phải tiếp tục tu, tại vì nó chưa được đạt được cái quả vị cao nhất gọi là vô sanh. Cái là vô sanh là không còn tái sanh, cái kia là bất lai, tuy là nó không lại nhưng mà vẫn còn những kiến hoạch vi tế, vẫn còn những kiến hoạch trong những 10 phần tư mà kiến sự nó vẫn còn trong, chưa hoàn toàn diệt hẳn, nên gọi là bất lai thôi, chỉ là bất lai thôi, nhưng vẫn còn trụ ở đó. Không có, nếu mà không có sanh trở lại, bất lai là không có sanh trở lại nữa thì là vô sanh rồi sư cô. Chưa. Có cái quả vị này nè, cái quả vị thứ ba này nè. Còn nó còn vô sanh, nó vô sanh nhưng mà nó bất lai, nhưng mà còn trụ ở cõi ngũ thiền. Cái ở cõi là Tịnh Cư Thiên, còn trụ ở cõi Tịnh Cư Thiên chưa qua A La Hán. Nhưng mà không có cái thân này nữa hay sư cô? Không có thân này nữa, nhưng mà vẫn còn trụ, chưa hoàn toàn đạt được quả vị cao. Còn vẫn trụ ở trong cái chỗ là ngũ Tịnh Cư Thiên, hay là còn gọi là ngũ Bất Hoàng Thiên, là còn sống ở cõi trời đó. Nếu mà chỗ này mà không có tiếp tục tu tiếp á, thì sẽ vẫn quần quần trở lại, hiểu không? Ngũ Bất Hoàng Thiên có nghĩa là còn ở trong cái cõi trời đó. Ngũ Bất Hoàng Thiên là trong cõi trời thứ năm đó, mà không trở lại, vẫn còn trụ ở đó. Đó, giống như cái nõn, phải không? Khi con gà nó sanh ra cái nõn, như là từ quý vị nói là lộn, cái trứng lộn, trứng gà lộn, đó, phải không? Thì nó gọi là cái nọn, phải không? Nó chưa hoàn toàn, nó tháo gỡ được những cái màng vô minh bên ngoài,
giống như cái vỏ đó, nó chưa có mổ được cái vỏ nó tót ra. Còn quả của Dạ La Hán là quả ra rồi, nó tót ra rồi, nó không còn trở lại nữa. Thì cái này đó, cái thứ ba này nè, các ngài còn trụ ở chỗ bạn cõi là Ngũ Bất Hoành Thiên hoặc là cõi Tịnh Cư Thiên, cái cõi trời ở đó còn trụ ở đó, nhưng mà chưa hoàn toàn vô sanh. Cái quả La Hán này mới dịch là vô sanh. Thì vô sanh này nó chưa có còn, ngày chưa trừ thực sự là chưa có quả cao lượng còn Bồ Tát nữa, đúng không? Nó chỉ là gọi là thanh văn thôi, tức là thanh văn thôi, mới diệt được 10 phần kiết sử này. Đó, mà tứ quả thanh văn là gọi là A La Hán đó, đúng không? Tứ quả thánh đó, bốn quả thánh, thì đây là gọi là gì? Là vô sanh. Vô sanh này á, mình có ba nghĩa. Quả La Hán gồm có ba nghĩa. Quả La Hán gồm có ba nghĩa. Một là ứng cúng. Ở vị này có thể là thọ sự cúng dường của trời và người. Hai là phá ác. Phá ác là phá được tất cả những vật phiền não của chúng ta, xúc sanh từ trong tâm chúng ta ra đó, phá hết tất cả những vật phiền não, không còn sự trói buộc và sai sử bởi 10 kiến hoặc 10 kiến sử nữa. Ba là vô sanh, là vị này không còn sanh tử luân hồi trong ba cõi. Sư cô nói cái thứ nhất là ứng cúng. Ứng cúng là phá tập vô, là vô thọ sự cúng, là người có thành, là người được thọ sự cúng dường của trời và người. Mà sư cô nói chữ trời là trời là trời chư thiên á. Chư thiên thì là nếu mà thọ được của trời, thí dụ như thọ được cái gì thì sư cô? Sự cúng dường, thí dụ giờ nè, thí dụ như các vị A La Hán, thí dụ sư cô, thí dụ ha, hôm một hôm thì là sư cô đưa đây. Có một hôm đó là ngày Xá Lợi Phất. Ngày Xá Lợi Phất và ngày Một Quyền Liên là hai bạn thân với nhau, phải không? Hai vị cũng đã chứng quả La Hán rồi. Thì một hôm đó thì ngày Một Quyền Liên bệnh mà ngày Quyền Liên thèm một món bát cháo sữa. Hồi nhỏ ở nhà bệnh mẹ hay là cúng nấu cháo sữa cho dùng. Do đó khi vào chùa rồi đó thì là đâu có ai nấu cháo sữa cho mình, chỉ đi cắt thịt thôi, ai cúng gì dùng nấy. Bồ đốt cơ thể ngài rất là yếu và mệt mỏi, phải không? Ngài thèm một bát cháo sữa, ngài mới nói với ngài Xá Lợi Phất là tôi thèm một bát cháo sữa, nếu mà có bát cháo sữa đó dùng cho tôi sẽ hết bệnh. Mặc dù là thân là chứng quả La Hán nhưng mà vẫn còn cơ thể mình vẫn phải chịu đựng cái sự thọ thực và sự ăn uống, phải không? Giống như Đức Phật thành Phật tại thế gian cũng phải đi cắt thịt, phải không? Thì các vị La Hán cũng giống như thay tâm của quý vị là đã không còn sanh tử nữa, nhưng mà thọ cái thân này thì phải cho, phải thọ dụng, phải ăn uống, nhưng mà mình không có chiêu cảm trong cái đau khổ. Nhưng chỉ nói với bạn thôi, chỉ suy nghĩ lên gì vậy thôi, thì các vị chư thiên hiểu được tâm của ông. Do đó các vị chư thiên đó mới đến cái nhà một ông trưởng giả keo kiệt, mà biết rằng ông trưởng giả keo kiệt này đã có nhân duyên, một ngày đó có nhân duyên để chứng quả, để phải cúng dường bổ thí ra. Thì trong đó ông có một người con gái, ông rất là thương, ông rất là thương người con gái này. Thì là vị chư thiên đó làm cho cái người con gái này đau bụng, đau phải dậy tới dậy lui, dậy coi như là chịu không nổi vậy đó. Rồi xong cái ông trưởng giả này, ông kêu tất cả những danh y của xung quanh, của thế giới, coi như là xung quanh đó là làng đó, để đến chữa trị cho con ông cũng không hết. Ông mới lên tiếng rằng, ông mới nói là nếu ai điều trị cho con ông hết bệnh thì đòi cái gì ông cũng chịu hết á, cái gì ông cũng cho hết. Thế khi đó cái ngày Một Quyền Liên đến, ngày Xá Lợi Phất đến, nói tôi có thể điều trị bệnh cho con của ông. Mà không phải cái vị chư thiên nó hiện ra, cái vị chư thiên nó hiện ra mới nói với ông trưởng giả rằng ngày mai có một người đi cắt thịt ngang đây, chứ còn hai vị đó cũng không lên tiếng đòi hỏi gì với ai hết. Ngày Một Quyền Liên với ngày Xá Lợi Phất không lên tiếng đòi hỏi gì với ai hết. Thì ra cái vị chư thiên nó hiện ra mới nói rằng là ngày mai có một vị thánh tăng đi cất thực ngang đây, ông cúng dường một bát cháo sữa thật là ngon thượng hạng, phải không? Thì á, thì bệnh con gái ông sẽ hết. Cái ông nói môn Phật dạ dạ dạ, thí dụ ông dạ dạ với vị này, ông cảm ơn rồi xong rồi cái vị này biến mất. Thì á, là ông chuẩn bị bát cháo sữa thật ngon, ông chỉ đợi thôi, ông ngồi ông đợi. Thì nói thánh tăng là ông biết các vị thì theo đệ tử Cù Đàm rồi, ông là người bằng bông lâm bà la môn, ông đâu có tin mà bên Đức Phật nói tới hàng đệ tử ngài Cầu Đàm á, là bên Đức Phật á, là những vị tỳ kheo đi cái thực là ông đâu có ưa. Nhưng bữa đó ông phải sắm sửa những sự cúng dường để cúng dường, phải không?
Do đó ông sắm sữa là đến. Thì ngày Xá Lợi Phất đi thất thực ngang mới đến nhà của ông đứng thôi. Ông cầm bát cháo sữa ra là hân hoan cúng dường thành kính, ông để một bát cháo sữa đầy. Thì khi thất thực bát cháo sữa đó xong rồi đó, thì ngày Xá Lợi Phất nghĩ đến ngay một chuyện đi. Nó bạn tôi đang bệnh và thèm bát cháo sữa, ông có thể dâng cúng dường cho bạn tôi bát cháo sữa này được không? Ông nói được, được, được. Thì ông rập đem bát cháo sữa đến cúng dường. Vừa cúng dường xong rồi thì con ông bệnh hoàn như cũ, không có gì xảy ra hết. Ông thấy màu nhiệm quá, bắt đầu gì? Ông mới quy y với ngày Xá Lợi Phất. Đi cái thật kìa, quy với ngày Xá Lợi Phất, được ngày Xá Lợi Phất giảng cho nghe. Đó, giảng cho nghe. Rồi xong ông được chứng sơ quả, là quả dự luôn, đầu tiên đã nhập được sơ quả. Thì quý vị thấy khi con người chúng ta làm ác gì không biết, khi mà buông đau rồi gì? Sẽ thành Phật. Đó, do đó quả dạy lá là được chư thiên cúng dường. Có nghĩa được trời người cúng dường thì gồm cho đó các chuyên vị chư thiên luôn. Thì quý vị được ứng cúng, có nghĩa là được thọ sự cúng dường mà quý vị được có phước đức, được ban phước cho người ta. Có nghĩa là khi mình cúng dường, dù mình không cần người ban phước, nhưng cái phước nó đi theo cái sự làm bố thí của có quý vị. Hồi xưa đó, trong kinh thường diễn tả bảy vị Phật đầu tiên là Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Bi Phật, Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tỳ Xa Tỳ Xá Phật, Nam Mô là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi gì vân vân, bảy vị Phật đầu tiên. Thì những bảy vị Phật này nè, công đức nó vô lượng. Thường thường những gia chủ nào được cúng dường bảy vị Phật này, phước báo vô lượng. Nhưng mà cúng rồi đừng có hối tiếc, phải không? Thì ở trong kinh Pháp Cú, sư cô có dạy quý vị về cái phần mà cúng dường bố thí nó ích kỷ. Bữa đó đó có một vị tỳ phu đang cài bừa, thì có một vị Phật tỳ quá khứ tỳ bà thư Phật đi ngang vào cánh đồng. Trong giờ đó là giờ thọ thực buổi trưa, ông thấy là ông cũng đói bụng rồi, nhưng thấy vị Phật đi tới, ông thành tâm ông cúng dường cho vị Phật đó. Vị Phật đó thọ thực rồi chú nguyện với ông sẽ có phước báo nhiều đời sống ở cõi trời. Khi ông cúng dường xong rồi thì khi nghĩa là vị quá khứ thì bà thi Phật chú nguyện xong rồi thì đi xong rồi cái ông đói bụng quá, ông hối hận. Ông hối hận là ông do ông cúng dường hết cái bát cơm của ông, thức ăn trưa của ông cho vị đó. Thành ra ông hối hận rồi ông nói những lời không tốt, tiếc của còn keo kiếp, ha. Do đó ông sanh vẫn được sanh cõi trời nhưng sanh ở cõi biên địa hà tiện. Phải không? Ở cõi trời nhưng mà ở vùng cuối cùng của trời. Đó, do đó cái phước báo vẫn có nhưng mà rất ít, nhưng không xài gì được hết. Rồi đời sau ông trở lại nhân gian, ông có cái gì ông cũng không xài được. Coi như là ông có tiền, ông cũng để tiền mục. Có xe không dám chạy đi. Coi như là cái tâm keo kiết của ông, có của mình bố thí, nhờ cái phước bố thí đó đó, nhưng mà không xài được gì hết. Không xài được gì hết do tâm keo kiệt của ông. Do đó sư cô nhắc nhở quý vị đã thành tâm cúng dường bố thí thì mình phải gì? Mình phải cúng dường thành tâm khi đã đi rồi, đừng tiếc. Thì để cho công đức mình nó trọn vẹn. Còn mình cúng dường bố thí mà mình còn hối tiếc thì cái phước mình đã đi theo cái sự hối tiếc đó. Hối tiếc nhiều thì là có phước ít, mà hối tiếc ít thì phước nó tăng lên chút xíu. Không hối tiếc thì cái phước mình nó hoàn toàn có đầy đủ với mình. Đó. Rồi á là cũng cái nhân duyên mà những vị keo kiệt đó, giống như là ngày Mục Kiền Liên. Đức Phật đã biết cái ông trưởng giả này là một người keo kiệt, không bao giờ bố thí cho ai hết. Ông á là thường ông thích cái bánh pancake. Ông thích quá đi, phải không? Mà thèm không dám làm. Bởi vì là ông là đại gia chủ lớn, công nhân làm rất là nhiều. Nếu mà ông làm ra mọi thứ thấy, mời người này phải mời người kia. Bởi vì ông là chủ mà. Thành ra ông keo, ông không có dám làm cho mọi người thấy. Ông làm lên trên cái phòng cao nhất. Mà trong cái phòng cao đó nó có cửa sổ. Nha, hai ông bà lên đó làm. Sợ cái mùi nó bay ra người ta nghe được nữa đó. Keo đến nỗi như vậy đó. Do đó Đức Phật nó quán chiếu trong buổi trưa ngày, dùng thiên nhãn đó, ngày thấy rằng ông trưởng giả keo kiệt này có đủ duyên để quá độ rồi. Do đó ông mới bảo ngày Mục Kiền Liên dụng thần thông đi đến nhà đó, mà phải đi lên trên hư không, phải không? Tại vì đứng ở ngoài chắc thật, tại vì người có thần thông mới đi được. Vậy vì ngày Mục Kiền Liên là thần thông này nhất đó. Khi đó Đức Phật mới bảo ngày Mục Kiền Liên là ông phải đến nhà của ông cư sĩ đó, là ông phải quá độ ông đó, rồi mời ông đó về đây cho tôi. Thì ngày Mục Kiền Liên á, tới giờ trưa quá độ, ông đứng ngoài cửa sổ hư không, ông rộng hết hồn. Ông nhìn ra, ông thấy ngày Mục Kiền Liên đứng bên ngoài. Ông nói trời ơi, đệ tử ông Cù Đàm này, tôi đã lên tới bên này tôi làm rồi mà ông còn đến đây, ông thất thực nữa. Biết sao? Thấy cái ông mới nói với bà vợ, thôi bà lấy một miếng thôi, bà cúng dường cho ông đi cho khuất. Cái bà vợ bà nghe lời, bà lấy một miếng thôi.
nhưng mà cái năng lực của một ngày một kiền ly nó làm tất cả các bánh nó dính theo hết, không rút ra được, chồng cái này lên tất cả các khác thì vô hết tất cả thâu và bình bán ông hết nó. Xong rồi ông nói đó, hôm nay là ông đủ duyên với Đức Phật, Đức Phật mời ông đến tịnh xá để Đức Phật giảng pháp cho ông nghe. Cái ông nói đành phải đi, tại vì tôn trọng Phật thì đành phải đi. Nói nhưng mà lúc đó thì cái niềm tin nơi Phật không có nhiều, không bố thí, nhưng vì nhân duyên đã tới, hai chồng đi đó Đức Phật giảng chứng quả được, giảng quả thứ hai, xa bỏ, lìa bỏ được tất cả những các pháp mình chấp đó là của mình, lìa nó, bố thí mình đạt được quả vị cao. Tại ra cái sự ứng cúng dường này của chư thiên thì nó không phải là cái sự tưởng tượng của cô chi, giống như là cái vị trời trên xuống, có vị trời xuống, có nhiều vị trời mà thấy cái vị sa ca giống như là vị chư thiên gia chủ mà vị trời đi thích đó, thì xuống cúng dường rất là nhiều trong những vị thánh tăng đi khất thực mà trong thời đó khác thì hiện ra để cúng dường. Thì có một bữa đó ngày nói lên thì cũng ngày khá là thấp, ngày một quyền ly là thường là đề cập trong các kinh điển nhiều nhất hơn các vị khác. Cái đi khất thực thì đi ngang qua một cái con đường mới là thời hạn hán đối khát, mà người ai cũng đói hết. Một thời Đức Phật cũng bị thời hạn hán mà đói khát, mà Đức Phật vẫn duy trì, chúng sanh chịu được ta vẫn chịu được, ta là bậc chánh biến tri, tại sao chúng ta không chịu được những cái này? Do đó là một thời gian Đức Phật ăn đuối ngựa, bị chủ gia chủ của ngựa đó cúng dường đuối ngựa cho Đức Phật dùng. Chứ quý vị đừng cứ nghĩ rằng là chúng ta sẽ về có Phật ăn những gì đó cao thượng nhất, đừng có tưởng như vậy mà sai. Chúng ta phải tùy duyên mà quá độ chúng sanh. Đức Phật vẫn là Phật tại thế gian này bằng thân hình sự thật của Ngài, phải không? Ngài cũng dở ôm bác đi khắc thực, Ngài cũng chiêu cảm những cái gì, những cái sự thiếu thốn của thế gian, nhưng tâm Ngài bất động. Không phải thiếu cái đó mà Ngài cảm thấy đau khổ buồn phiền, thiếu nhưng mà tâm Ngài vẫn an nhiên tự tại với đó. Cái ngày một cường liên mới bạch với Đức Phật nói thôi, bây giờ ở bên cái làng xã khác nó có lúa gấp đầy đủ, nó không bị hạn hán, Ngài sẽ dùng thần thông đi ở bển để gì, để khắc thực mang về cho Đức Phật, Đức Phật không cho. Chúng sanh chịu cái nghiệp đó là chúng sanh ở đây xung quanh đây chịu nghiệp đó, ta phận phải gì đó, ta là bậc chánh đẳng giác, ta đi tìm những món ăn ngon thì còn gì gọi là bậc chánh đẳng giác. Quý vị thấy không, cái chân lý nó sẽ hiểu xong như vậy đó. Nếu mà ví dụ như giờ mỗi ngày tới ngày chủ nhật sư cô đòi kiểm trệ một mình sư cô một bà, những người khác là muốn ăn gì ăn, cái đó mình cũng thường sạch, chưa có chia sẻ hoàn hảo, chưa hòa nhập vào với tất cả Phật tử. Do đó sư cô để mọi thứ tự nhiên, không cho mình là một người coi như là tôi là trụ trì hay là tôi là cái gì đó cao thượng nhất, quý vị phải phục vụ tôi. Sư cô không như vậy, quý vị một tô ngồi xung quanh sư cô cũng một tô ngồi xung quanh, quý vị một chén sư cô cũng chén ngồi xung quanh, để hòa đồng với nhau, gọi là hòa hợp tăng, hòa hợp chúng, hòa hợp Phật tử, để mình chia sẻ tất cả với quý vị. Mình cao thượng quá, mình có cao thượng thật sự hay không? Thân thể mình là xuất gia, nhưng tâm mình có xuất gia thật sự hay không? Phải không? Do đó tâm thân mình xuất gia, mà tâm mình không xuất gia vẫn y tục mà mình đòi cao, ăn cho ngon mặc trước, thật sự Phật tử hiểu được cái đó, mình cũng không ngồi vậy là cao thượng. Không, phải không? Dạ, xin lỗi. Hôm qua con thấy sư cô bưng chà đàn bánh xèo con xin không cái bằng buông đau thành thật, và một câu nữa là hồi đầu bỉ ngạn, hai cái đó giống không? Hồi đầu thị ngạn thị... chứ không bị ngạn. Hồi đầu thị ngạn, hồi đầu là bờ. Yeah. Khi chúng ta quay đầu thì đó là bờ. Yeah. À. Hồi đầu là ngạn, hồi đầu là thị ngạn. Yeah. À, hồi đầu thị ngạn là hồi đầu là bờ, ngạn là bờ, yeah. Thị là sư. Cái gì? Thị ngạn. Thị là tiếng tàu đó, thị là sư, là tiếng tàu, là sư là. Thị là. Cái chữ thị nó là gì nè? Hồi đầu thị ngạn. Là sư. Sư. Hồi. Cái chữ hồi á, lúc nào nó cũng có cái bộ xước của mình đó. Hồi. Hồi là quay trở lại. Nhưng mà hai cái nghĩa đó. Cái bộ xước là bước đi. Hồi đầu là mình bước, mình xây trở lại. Chứ đầu. Nhưng mà hai cái nghĩa, hai cái đó nó có giống nhau không sư cô? Hả? Hồi đầu bị ngạn vậy, buông đau thành Phật, nó giống nhau rồi. Giống nhau, cái nghĩa giống nhau, có nghĩa là hồi đầu thị ngạn chứ không phải là bị ngạn. Thị. Thị, chữ thị đó là gì nè? Hồi đầu ngạn. Quỷ thổ sư dèn. Ngạn. Quỷ thổ sư dèn. Thị ngạn. Ngạn là bờ. Bờ là bờ. Nó có bờ sông. Bờ sông, bờ biển. Bờ, ngạn là bờ. Cái ngạn là cái bờ, mình bước dưới cái bực á, là gọi là bờ. Cái ngạn là chữ ngạn này sư cô quên nè. Am thì am là xây chợ lớn á sư cô, chữ chợ lớn á. Hồi đầu thì ngạn, hồi đầu là bờ, thấy không? Dạ. Thì đó, khi mà chúng ta hồi đầu gọi là bờ, cho đó là Đức Phật phải
chấp nhận, chiêu cảm những cái gì mà chúng sanh có. Đức Phật cũng phải chiêu cảm gì mà tâm ngài bắt đầu. Không phải gì đó mà chúng ta phải ngồi ăn chay rồi chứ. Mà nhiều khi mình ăn thân mình xuất gia mà tâm mình không xuất gia thì nó giống như tục Đức Phật gọi đó là gì? Danh tự tỳ kheo, danh tự hàng trong những người tôn ơi. Bởi vì dùng chung cho chỉ tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni chỉ danh tự tương, danh tự nó chỉ là một cái tên thôi, nó không là gì hết. Thành ra tỳ kheo nó có 8 hạng tỳ kheo rồi, chứ không phải là một hạng. Do đó là sư cô cũng có sự giờ dịch ra để mà giảng cho quý vị để hiểu thôi, chứ còn quý vị không đi vào giới của tỳ kheo được, quý vị cư sĩ. Nhưng nói tỳ kheo nó gồm có 8 hạng mà, chứ không phải là tất cả mọi người đều là đắp y lên là tỳ kheo hết, không phải. Mình phải nhìn cái y đó là y tỳ kheo là y sa di. Khi y tỳ kheo đó, ở ngoài nó có những ô vuông giống như y sư cô đắp. Còn y sa di ở trên là chỉ mang thẳng xuống một lần một thôi, nó trơn, nó không có một cái điều nào hết. Tại vì sao? Tỳ kheo á là phước điền của chúng sanh. Nó thì do đó nó có những cái ô vuông là ruộng phước, để chúng sanh gieo trồng ruộng phước lên. Mình đắp cái y đó là phải đắp pháp tỳ kheo, phải không? Ứng cúng tỳ kheo, chứ không phải là mình đắp cái y đó mà gọi là bên, nhiều khi nhiều quý vị không thọ tỳ kheo mà tự lấy đắp rồi sao, phải không? Cũng tự xưng ta đây là tỳ kheo nó, rồi làm những chuyện không đúng với lực pháp, chồng không đúng với giới lực của Đức Phật đó. Do đó là gọi là ứng cúng là gì đó, mình thọ sự cúng dường của chư thiên và trời người à. Thì Đức Phật cũng vậy, mình cũng vậy. Thứ ba đó là vô sanh, hồi nãy có ghi chưa? Thứ ba là vô sanh. Rồi bây giờ sư cô giải thích qua là vi tế hoặc, còn là thẩm trừ vi tế hoặc. Quý vị có bữa hỏi mình đọc cái câu ở trong kinh đó, thẩm trừ vi tế hoặc, thì sư cô nói là để tới qua kiến 10 chiếc sưởi này, sư cô giải luôn qua là vi tế hoặc. Vì khi mà quả đặt quả vị á, 4 thánh quả đầu đó, Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, 4 thánh quả đầu chúng ta diệt được 10 phần kiết sự. Mình có hiểu cái gì đây chứ còn hiểu chi ni vô nữa đó, thì nó nhiều lắm chúng ta hiểu không có hết. Khi mà chúng ta muốn lên quả vị Bồ Tát, đẳng giác và Phật, thì chúng ta phải diệt trừ phần trần sa vật và vô minh hoặc. Cô Nhi như vậy, người nào là người mà chứng cho cô để đắp lên cái y đó? Có, mình có là tam phương thất chứng. Bên quý sư bà, những sư bà có đức độ, những sư bà có đức độ để truyền giới cho mình, phải tác pháp yết ma mới truyền giới cho mình. Mà trong cái lần truyền giới đó phải khảo hạch qua trong tất cả những cái phần sa di và thức so mana, những giới phần sa di mình phải lào hết, những giới của phần sa di mình phải lào hết, thuộc lào hết những phần giới của thức so mana đó, liền là thiền than bước lên bậc đó là tỳ kheo. Chứ không phải bây giờ có nhiều phần sư cô mình nói thì đó là mình nói đúng thôi, mình không có nói gì sai. Có nhiều vị bán thế xuất gia chỉ muốn thọ tỳ sa di để đắp để tu được là không chịu, quý vị đòi phải tỳ kheo mới được. Nhưng mà khi tỳ kheo rồi, quý vị không có khả năng để dẫn pháp được. Vị tỳ kheo là phải ứng cúng, phải ứng pháp, phải ứng cơ với tất cả cân cơ chúng sanh, phải dẫn pháp rồi phải đắp pháp tỳ kheo mình mới học xong mình dẫn được. Còn nhiều vị chỉ đắp y lên thôi, học mà đòi ta đây. Cái nhiều vị mới đắp y thấy tại thấy tính già, ai cũng chấp tay sáu dạ dạ sư bà đi sư, quý vị cho đó là quý vị cao, nhưng quý vị không biết gì chân lý Đức Phật hết. Không, nhiều khi giới thì kheo quý vị cũng không biết, không đọc nữa, nói thật không hiểu gì vô giới thì kheo. Cái đó Đức Phật gọi là danh tự tỳ kheo, tương tự tỳ kheo, khất còn tỳ kheo là quý vị chỉ thích như vậy thôi, đi khất thực tìm có đấy. Thành ra nó cái tỳ kheo nó còn có tới 8 nghĩa nè. Thì để dạy hết cái này thì có thời gian sư cô sẽ giải thích qua cái đó cho quý vị. Còn là giải gì lục tức Phật cho quý vị nữa, và giải gì lại giải cho quý vị thêm 7 cách lễ nữa, bạch cách để đảnh lễ đó. Thành ra bây giờ mình vào trần sao ạ. Khi mà ngài A Nan đó cầu mong Đức Phật giải hết những vi tế của con, thẩm trừ vi tế hoặc là mong để diệt trừ được những cái hoặc vi tế của con, thì trong hoặc vi tế này là có trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thì trần sa hoặc này đó là sự mê lầm như cát bụi. Khi chứng quả la hán rồi là chúng ta diệt trừ được hoặc kiến hoặc trật tư hoặc, thì là khi mình tu lên bậc là quả vị diệu giác và quả Phật thì diệt trừ trần sa hoặc này. Hoặc này nó nhiều vô số rất
Khi mà mình trừ được trần sa vật này thì cái chân trí chân tâm của mình sáng suốt nó sẽ hiện ra, từ từ nó sẽ lau sạch giống như cái gương. Chúng ta sẽ lau từ từ thì trần nó, cái gương từ từ nó sáng. Thì tâm của chúng ta khi diệt trừ được 10 kiết sử rồi thì qua diệt trừ phần cái mà trần sa vật này từ từ đó thì tâm của chúng ta sẽ sáng tỏ ra, sáng sáng từ từ sáng ra. Nhưng mà còn có phần vi tế của vô minh hoặc nữa. Khi mà quý vị diệt trừ được trần sa vật này là coi như mình chứng được quả vị Bồ Tát rồi. Tại vì những cái hoặc vi tế này nó khó diệt trừ, mà chúng ta diệt trừ được thì đó là chúng ta đi vào quả của các vị quả Bồ Tát, hoặc là quả duyên giác, quả thanh văn, thanh văn duyên giác Bồ Tát, cái quả cứ nó gần gần với những quả Phật vậy đó, mà chưa còn một cái vô minh hoặc nữa đó. Thứ hai là vô minh hoặc, tào là vô minh nè. Cái vô minh á, chữ minh này nè, chữ mộc nhật với mộc nguyệt hai cái nó gắp vào nhau mà vô sáng. Rồi thì cái ánh sáng của chúng ta nó che đậy, nó không có sáng. Tại cái chữ này là chữ hội ý nè, thì cái vô minh hoặc này nè là không rõ được bản chất chân tâm thường trú hệ tánh tịnh minh, mà chúng ta còn gọi là căn bản vô minh. Mà khi chúng ta đó đạt được cái việc được cái căn bản vô minh với trần, với trần sa hoặc này, vô minh hoặc này đó, thì hoàn toàn chúng ta chứng được quả vị diệu giác. Quả vị diệu giác đó là quả Phật. Thì là khi mà diệt trừ được đó là trần sa hoặc với vô minh hoặc này là hoàn toàn chúng ta đạt được quả vị Phật. Thì ngài A Nan đang thiết là mong Đức Phật thẩm trừ vi tế hoặc, là mong Đức Phật trừ diệt giải cho con, làm sao trừ được hết tất cả những trần sa hoặc này, vô minh hoặc này của con. Bởi vì những phần kiết sử trước ngài đã diệt trừ được rồi, chỉ còn trần sa già hoặc và mê vô minh hoặc này ngày chưa diệt trừ thôi. Do đó ngày chưa hoàn toàn, chưa chứng quả, có vào để diệt quả nhưng mà chưa chứng hoàn toàn đó. Do đó khi đến quả gì này quý vị mới chứng. Thì trong những phần này nó còn những vi tế khác nữa, mà còn những phần vi tế khác nữa mà chúng ta là không thể giải thích được những chi tiết, tại vì quý vị chưa hiểu về pháp số nhiều. Thì khi vào pháp số nhiều đó, sư cô sẽ đưa cho quý vị để gì giải thích từ từ. Trong những phần này nè, nó còn 81 phần căn bản phiền não nhẹ mà phải đưa ra. Mà khi mà chứng được cái diệt trừ được phần vô minh này nè, thì là vô minh hoặc này chúng ta là bắt đầu lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hiến, hồi hướng. Thập tính nè, thập địa nè, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 50 quả vị tu chứng. Rồi cái mới lên diệt trừ được phần này là quả vị, diệt trừ phần thứ nhất này nè là được 51, là phần tu chứng thứ 51. Tới nay là phần tu chứng quả vị tới 52. Thì tất cả cái này gồm lại mới đến quả diệu giác và Phật. Hết, mình chỉ hiểu rằng là khi đạt được quả tứ thánh quả thì mình diệt trừ được kiến hoặc và tư hoặc. Mà khi đạt được quả vị Phật diệu giác Bồ Tát, mình phải diệt trừ luôn tất cả những phần này. Thì còn những chi tiết ở trong kia đó, khi nào gặp mình hả giải thích. Còn mình giải thích ra nữa mình không nhớ hết, phải không? Dạ. Mà hai cái này, hai cái trần sa hoặc với vô minh hoặc này là nó gọi chung là vi tế hoặc. Vi tế hoặc. Vi tế hoặc. Vi tế hoặc. Mà trong vi tế hoặc này nó gồm có hai đó, là có hai đó là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thì coi như là tới đây đại chúng chúng ta thấy nghĩ được rồi nha, cũng đi quá xa nhiều rồi. Thì thôi sư cô mời đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức cái này là phải nằm trong cái